Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ được phát trực tiếp trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Và trước khi đến với nội dung chi tiết, chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trong chương trình sáng nay. Lật đò, người đàn ông mất tích trong nước lũ tại Quảng Bình. Gấp rút hỗ trợ người dân vùng ngập lụt tại Quảng Trị để bà con vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống. Phố hàng mã ở Hà Nội bày bán đa dạng các mặt hàng phục vụ dịp lễ Halloween. Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo cúng giải hạn chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Rừng tràm Trà Sư ở An Giang thu hút du khách đến tham quan khám phá trong mùa nước nổi. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của bão số 6 và mưa lũ sau bão đã khiến cho nhiều nơi ở khu vực miền Trung bị ngập sâu. Việc đi lại trong thời điểm này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nên người dân cần phải hết sức thận trọng. Như là tại Quảng Bình, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết là một người đàn ông tại địa phương không may bị nước lũ cuốn trôi khi đang di chuyển bằng đò. Trưa ngày hôm qua thì ông BVC sinh năm 1960, ngụ huyện Quảng Ninh, dùng đò chở đồ thì không gặp may là gặp luồng nước chảy xiết, cuốn cả người và đò ra xa bờ. Và sau đó thì chiếc đò bị lật úp, ông C mất tích trong dòng nước lũ. Chính quyền xã Gia Ninh đã phối hợp với lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, mực nước lũ dâng cao và diện tích ngập lụt rộng lớn đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. Và đến chiều tối ngày hôm qua thì tung tích của ông C cùng chiếc đò thì vẫn chưa được tìm thấy. Và ngoài việc đe dọa tới tính mạng của con người thì bão lũ còn khiến tình trạng sạt lở diễn ra nghiêm trọng hơn. Cũng do ảnh hưởng của bão số 6, vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế có gió giật mạnh nhất cấp 8, cấp 9, triều cường dâng cao gây sạt lở nhiều đoạn bờ biển. Và đáng chú ý là nước biển tràn vào bờ ở bãi biển Thuận An, thành phố Huế và xã Phú Thuận, huyện Phú Giang đã để lại hậu quả rất là nặng nề cho người dân ở ven biển. Trước khi bão số 6 đổ bộ, tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động lực lượng gia cố bờ kè, sử dụng 4.150 mét vuông giải lọc, 700 mét khối đá học, 5.000 bao tải và 200 cừ tràm xử lý khẩn cấp chống sạt lở đoạn qua bờ biển Thuận An, Phú Thuận. Đến nay, phần gia cố này gần như đã bị phá hủy hoàn toàn do bão. Lớp nền dĩa hè, bê tông bị sóng biển đánh sạt lở nghiêm trọng nằm ngổn ngang. Riêng đoạn bờ biển thuộc xã Phú Thuận đã bị sạt lở thêm khoảng 200 mét so với thời điểm trước bão. Một tuyến đường nội bộ của xã bị hư hỏng nặng, 10 hộ dân kinh doanh khu vực bãi tắm bị ảnh hưởng. Ngoài bờ biển Thuận An, Phú Thuận thì nhiều đoạn bờ biển của hai huyện Phú Lộc, Phong Điền cũng bị sạt lở. Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, bờ biển Giang Hải, Vinh Hiền, huyện Phú Lộc tại vị trí đoạn kè mềm bằng ống cát, nước biển dâng cao tràn qua nhiều vị trí vào sâu khu vực nuôi trồng và sản xuất. Hiện thì cũng đang tiếp tục bị xâm thực, xói lở dài 500 mét. Con đường Trịnh Tú Tâm, khu vực Mũi Chùa, huyện Phú Lộc sạt lở khoảng 100 mét. Bờ biển tại xã Phong Hải, huyện Phong Điền cũng đã bị xâm thực với chiều dài khoảng 1,3 km và chiều sâu là 8 mét. Còn tại tỉnh Quảng Trị thì bão số 6 gây mưa rất to khiến cho hàng ngàn hộ dân của huyện Vĩnh Linh bị ngập sâu trong nước. Và để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân thì chính quyền địa phương đã tiến hành di dời người dân ở vùng xung yếu. Và bên cạnh đó là công tác hỗ trợ lương thực thực phẩm cho những người dân vùng ngập lụt đang được gấp rút triển khai, giúp cho bà con có thể vượt qua những khó khăn trước mắt và sớm ổn định lại cuộc sống. Hôm qua tại huyện Vĩnh Linh, nhiều căn nhà vẫn bị ngập sâu trong nước, có nơi ngập từ 2 đến 2,5 mét. Các tuyến đường liên thôn, liên xã, nước còn chưa rút. Tại xã Vĩnh Long, nước từ trên thượng nguồn đổ về theo dòng sông Sa Lung dâng cao, người dân không kịp trở tay. Cả xã có hơn 600 hộ dân bị ngập lụt, chia cắt. Hệ thống giao thông đường bộ bị tê liệt. Để hỗ trợ người dân, các hội đoàn thể và chính quyền địa phương đang gấp rút triển khai hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu, phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống. Theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn, tình trạng ngập lụt còn tiếp diễn và có thể kéo dài, gây khó khăn rất lớn đối với đời sống người dân. Nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản, trang trại chăn nuôi gia súc bị ngập, gây thiệt hại lớn cho bà con. Trước đó, để đảm bảo an toàn, huyện Vĩnh Linh cũng đã di dời khoảng 730 người dân ở các xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Hiền Thành, Vĩnh Hà, Vĩnh Long, thị trấn Hồ Xá đến nơi an toàn.
Trong thời gian tới thì huyện sẽ tiếp tục yêu cầu các thôn sử dụng các cái ghe thuyền, đồng thời cũng trưng dụng các cái tàu của bà con miền Thái để lên tiếp tới cái hàng cứu trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con. Mưa lớn khiến mực nước tại các khu vực ngập lụt dọc sông Sa Lung và Bến Hải còn cao. Huyện Vĩnh Linh đang tiếp tục rà soát, nắm chắc số người bị cô lập để có phương án cứu trợ. Bên cạnh đó, chuẩn bị sẵn sàng các phương án và lực lượng, thuốc men để triển khai sau khi lũ rút, hạn chế dịch bệnh có thể xảy ra. Chuyển sang thông tin khác, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang thông tin trên quốc lộ 61C đoạn qua huyện Châu Thành A sẽ hạn chế giao thông nhằm phục vụ thi công lắp dầm cầu nhịp trụ T5-T6 của cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Theo đó, thì trong khoảng thời gian từ 10 giờ cho đến 14 giờ ngày 29 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, hạn chế xe hai bánh, xe tải dưới 8 tấn, xe khách dưới 16 chỗ. Và trong thời gian hạn chế giao thông trên quốc lộ 61C đoạn qua huyện Châu Thành A, các phương tiện từ thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đi thành phố Cần Thơ sẽ lưu thông theo hướng đường công vụ 4000, đường tỉnh 931B, đường tỉnh 929, tuyến 4 tổng 1000, rồi trở qua quốc lộ 61C. Còn các phương tiện từ thành phố Cần Thơ đi thành phố Hậu, đi thành phố Vị Thanh sẽ lưu thông theo hướng ngược lại, đi đường tỉnh 929, tuyến 4 tổng 1000, đường tỉnh 931B, đường công vụ 4000, rồi trở ra quốc lộ 61C. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang cũng nêu rõ, để đảm bảo giao thông thông suốt và hạn chế ùn tắc cục bộ có thể xảy ra, tại khu vực thi công có bố trí lực lượng điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Các phương tiện khi lưu thông đến khu vực trên phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết và hệ thống báo hiệu đường bộ được lắp đặt tại hiện trường. Thưa quý vị, Halloween là lễ hội truyền thống đặc trưng ở phương Tây và thường được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Ngày nay thì lễ hội Halloween đã phổ biến rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới và tại nước ta thì lễ hội này cũng nhanh chóng được các bạn trẻ hưởng ứng. Dần dà trước thềm lễ Halloween năm nay, phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tràn ngập sắc màu với nhiều mặt hàng mang đậm chất lễ hội hóa trang, phục vụ nhu cầu mua sắm và trang trí của người dân. Nắm bắt nhu cầu của người dân dịp Halloween, ngay sau Tết Trung thu, các tiểu thương ở phố Hàng Mã đã nhập trước các loại mặt hàng. Giá bán cũng tùy thuộc vào kích thước, độ phổ biến của mỗi sản phẩm. Để thu hút khách hàng đến mua sắm và check-in, các chủ cửa hàng ở phố Hàng Mã bày trí bắt mắt với nhiều mặt hàng mới lạ. Bên cạnh các mặt hàng đặc trưng như đèn lồng bí ngô, thì còn có mặt nạ, đồ hóa trang, quần áo, giày dép, linh kiện với đa dạng mẫu mã, chủng loại. Dịp này, nhiều bạn trẻ cũng đến phố Hàng Mã để check-in, chụp ảnh kỷ niệm, mua sắm đồ trang trí nhà cửa, chọn lựa những món đồ hóa trang theo ý thích để vui lễ Halloween. Thưa quý vị, bảo hộ sở hữu trí tuệ là công cụ đắc lực bảo vệ thương hiệu sản phẩm, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm ô cốp. Cùng với ý nghĩa đó, những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể, các địa phương xác lập quyền sở hữu công nghiệp cũng như là tư vấn định hướng phát triển thương hiệu cho sản phẩm ô cốp. Và đến nay, tại thành phố Đà Nẵng thì đã có nhiều sản phẩm được chứng nhận nhãn hiệu tập thể do Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận, giúp nâng cao giá trị sản phẩm ô cốp tại địa phương. Chùm chuyên canh bưởi da xanh tại xã Quà Ninh có 90 hộ trồng bưởi với diện tích 40 hectare. Sau gần 5 năm trồng và khai thác, cây bưởi đã mang lại thu nhập ổn định cho các hộ dân ở đây. Năm 2021, bưởi da xanh Quà Ninh được thành phố Đà Nẵng công nhận và cấp chứng nhận ô cốp 4 sao và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể. Nhờ đó đã giúp nâng cao giá trị và thương hiệu sản phẩm. Bưởi da xanh Quà Ninh đạt chuẩn tiêu chuẩn ô cốp 4 sao. Từ cơ sở đó thì bưởi da xanh Hòa Ninh được tham gia các phiên chợ nông sản từ thành phố đến huyện nhằm quảng bá thương hiệu. Không chỉ có nông sản mà các sản phẩm thủ công truyền thống cũng được Đà Nẵng quan tâm hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Như tổ liên kết dệt thổ cẩm Quà Bắc được thành lập vào năm 2018 nhằm gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu, đồng thời tạo sinh kế cho phụ nữ cũng như gắn sản phẩm với phát triển du lịch. Năm 2020, sản phẩm dệt thổ cẩm này đã được hỗ trợ xây dựng hồ sơ và được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Hàng tuần thì các chị cũng lên nhà rông rồi đón khách để dệt để cho khách du lịch trải nghiệm về cái dệt thổ cẩm của đồng bào
quảng bá về cái sản phẩm cho chị em có đầu ra, rồi chị em có phấn khởi về dịch để phát triển hơn về kinh tế. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, đến nay tại địa phương này đã có 28 nhãn hiệu tập thể được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận. Sau khi được xác lập quyền sở hữu công nghiệp, sản phẩm được nâng cao giá trị và giúp người tiêu dùng định vị nguồn gốc, xuất xứ, đồng thời giúp cải thiện quy trình sản xuất, phát triển tài sản trí tuệ sau khi xác lập quyền sở hữu. Cả những cái nội dung hỗ trợ đó đã giúp cho các cái chủ thể xác lập được quyền sở hữu trí tuệ trong nước cũng như là quốc tế, tiếp tục tuyên truyền quảng bá về cái cơ chính sách của mình để nhiều chủ thể ô cốp tiếp cận được chính sách và đề xuất các cái nội dung hỗ trợ. Đến nay thì thành phố đã hỗ trợ được 42 cái sản phẩm ô cốp để mà phát triển cái thương hiệu cộng đồng. Ô cốp là sản phẩm đặc trưng của vùng miền, địa phương. Việc xây dựng và xác lập quyền sở hữu trí tuệ giúp bảo vệ tài sản trí tuệ, bảo vệ thương hiệu và tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong phần tiếp theo. Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo cúng giải hạn chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều sinh viên bị xử lý vì liên quan đến ma túy. Rừng tràm Trà Sư ở An Giang thu hút du khách đến tham quan khám phá trong mùa nước nổi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương trình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vừa khởi tố bị can bắt tạm giam Tô Văn Khoa, 32 tuổi, thường trú tại tỉnh Bình Phước để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 60 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, Khoa là nhân viên ngân hàng tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Khoa tham gia đầu tư tiền ảo, bị thua lỗ và nợ nần. Để có tiền trả nợ, đối tượng này đã dựa vào vỏ bọc là nhân viên ngân hàng để huy động tiền cho người khác. Được trả lãi cao nên nhiều người tin tưởng và giao tiền cho Khoa. Tuy nhiên thì số tiền vay được Khoa đã dùng để mua xe ô tô, nhiều đồ dùng đắt tiền và dùng tiền vay của người sau trả nợ cho người vay trước. Đến thời điểm bị bắt thì Khoa vay tiền của 10 người với số tiền gần 60 tỷ đồng. Giờ cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phan Thị Thu Trang, 34 tuổi, ngụ quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 5 khởi tố bắt tạm giam. Đối tượng này tạo trang Facebook để xem bói và bán hàng phong thủy, nhưng mà khi tiếp xúc với người xem bói, người mua hàng thì trang dọa những người này bằng những câu chuyện tâm linh, mục đích là để lừa đảo cúng giải hạn, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Trang được biết đến với biệt danh Cô Đồng, chuyên xem bói qua mạng xã hội Facebook. Trang lập nhiều tài khoản Facebook rồi đăng tải bài viết nhằm thu hút người có nhu cầu xem bói. Tin những lời của Trang, nhiều người đã đặt lịch xem bói và mua hàng. Trong đó, một người phụ nữ tên M ở quận 5 bị lừa hơn 700 triệu đồng vì đối tượng nói con cái bị dông theo, nhà bị yểm bùa. Một người phụ nữ khác ở quận 5 cho biết bản thân ban đầu chỉ liên hệ với Trang để mua dòng phong thủy. Nhưng sau khi gặp mặt, bà bị Trang dọa rằng cần phải cúng tam tai, đuổi dông và đã nhiều lần chuyển tiền cho Trang với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, đến hiện tại đã có hơn 40 người tố giác hành vi của Trang và tổng số tiền Trang chiếm đoạt là hơn 28 tỷ đồng. Thời gian gần đây, nhiều đối tượng trẻ tuổi thậm chí là sinh viên bị khởi tố vì liên quan đến ma túy. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp là sinh viên vì có liên quan đến ma túy. Mới đây nhất là nhóm 3 sinh viên góp tiền mua ma túy sử dụng. 7 đến 15 năm tù là khung hình phạt mà Phan Thái Duy, sinh năm 2005, sinh viên một trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt. Một lần bạn bè rủ rê, Duy đã góp 150.000 đồng mua cần sa sử dụng. Lần duy nhất đó đã khiến tương lai đang rộng mở của Duy khép lại. Bị bắt cùng Duy về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy còn có hai người bạn cũng là sinh viên đại học, là Tăng Tuấn Kiệt, sinh năm 2005 và Tô Bảo Đức, sinh năm 2006. Kiệt và Đức lên thành phố Hồ Chí Minh thuê trọ để đi học từ giữa tháng 8 năm 2024 đến nay. Chỉ 2 tháng bắt đầu cuộc sống tự lập xa gia đình, cả hai đã 10 lần góp tiền mua cần sa để sử dụng.
Từ đầu năm đến nay, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý khoảng 50 trường hợp là sinh viên liên quan đến các hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy, chủ yếu là cần sa. Việc mà góp tiền chung với nhau để thuê phòng, khách sạn hoặc là các homestay để sử dụng chung ma túy với nhau đó là đã vi phạm về cái tội tổ chức rồi. Khung hình phạt này là rất là nặng. Đây là các ống tinh dầu có chứa thành phần cần sa. Thì những loại này là sau khi hút một thời gian là chắc chắn 100% là sẽ gây nghiện là một. Thứ hai là ảnh hưởng đến hệ thần kinh, ảnh hưởng đến các cơ quan về hô hấp. Rồi thậm chí là có nhiều trường hợp ghi nhận là bị ảo giác, hoang tưởng và thậm chí là nhồi máu cơ tim, đột quỵ được ghi nhận giới trẻ không chỉ ở Việt Nam mà ở kể cả ở các nước trên thế giới. Thực tế cho thấy cần sa không chỉ gây ra những tác hại về sức khỏe mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, gây ra những hệ lụy xã hội. Trước tình trạng trên, các ngành chức năng sẽ có những biện pháp điều tra, ngăn chặn, xử lý quyết liệt hơn nữa. Bên cạnh đó, gia đình, nhà trường cần quan tâm giáo dục, trang bị cho con em mình đầy đủ các kiến thức để không bị ma túy cám dỗ. Còn liên quan đến tệ nạn cờ bạc, Bộ Công an cho biết là Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá sới bạc quy mô lớn với hệ thống đường hầm dày hơn 300 mét, nhiều lối thoát hiểm, hàng rào phức tạp. Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện tụ điểm đánh bạc hoạt động tinh vi tại nhà của đối tượng Lạc Văn Liễm, 52 tuổi, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Tại nhà Liễm trang bị hệ thống tường rào dây thép gai bao quanh. Lối vào khu vực đánh bạc được thiết kế xây dựng các tuyến đường hầm dài hơn 300 mét với hàng chục lớp cửa sắt kiên cố. Hai bên là tường gạch bê tông chắc chắn, phía trên được gia cố bằng các thanh sắt, có hệ thống camera giám sát được kết nối đến màn hình và bố trí người theo dõi cảnh giới để phục vụ tổ chức đánh bạc, đối phó với cơ quan chức năng. Và mới đây, Công an tỉnh Lạng Sơn đồng loạt bao vây tiếp cận nhiều hướng vào sới bạc, bắt giữ hàng chục đối tượng đang tham gia đánh bạc, đồng thời thu giữ hơn 150 triệu đồng, 29 điện thoại di động, 2 xe ô tô cùng nhiều công cụ phương tiện phục vụ việc đánh bạc. Bước đầu các đối tượng khai nhận đường dây đánh bạc này do Trương Văn Thế, 40 tuổi, trú huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đứng ra tổ chức. Khi vào đánh bạc, các con bạc phải nộp từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng và bị kiểm soát chặt chẽ, thu giữ điện thoại trước khi vào phòng bạc. Công an tỉnh Lạng Sơn đang mở rộng điều tra vụ án. Tiếp tục chương trình là một thông tin trên lĩnh vực du lịch. Thưa quý vị, Bình Liêu cách Hà Nội gần 300 km là một huyện miền núi nằm ở phía đông bắc của tỉnh Quảng Ninh, có thời tiết mát mẻ dễ chịu quanh năm nên được ví như là một Sapa thu nhỏ vậy. Đây là chính là điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ dịp cuối thu bởi cảnh sắc nhẹ nhàng thơ mộng khi mà bước vào mùa cỏ lau nở rộ. Từ cuối tháng 10 đến tháng 11, cỏ lau nở trắng những triền đồi, đặc biệt trong những ngày cuối thu, Bình Liêu chuyển mình tạo nên bức tranh cỏ lau trắng xóa khắp cả một vùng trời, trở thành điểm check-in lý tưởng cho những người đam mê yêu thích du lịch. Ngoài nét đẹp thơ mộng của cỏ lau, các bạn trẻ cũng thích thú check-in với cung đường uốn lượn độc đáo. Du khách cũng có thể tham quan tận hưởng không khí trong lành, dịu nhẹ, ngắm phong cảnh tuyệt đẹp với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt ở Bình Liêu. Và còn miền Tây, sông nước hữu tình cũng là điểm đến hấp dẫn với du khách. Trong đó, tỉnh An Giang nổi tiếng với nhiều điểm du lịch sinh thái đặc trưng, mang đến những trải nghiệm thú vị và khó quên. Đặc biệt là vào mùa nước nổi, An Giang khoác lên mình vẻ đẹp rất riêng với khung cảnh thiên nhiên tại rừng Tràm Trà Sư là điểm nhấn không thể bỏ qua. Và rừng Tràm Trà Sư thì được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào năm 2020, đó chính là khu rừng tràm đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam. Nơi đây có đầy đủ nét đặc trưng của miền sông nước và hệ sinh thái điển hình của vùng rừng ngập nước phía tây sông Hậu. Cũng vì lẽ đó mà rừng Tràm Trà Sư đang là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Thời điểm đẹp nhất để tham quan rừng Tràm Trà Sư là từ tháng 9 đến tháng 11. Khi đó cả khu rừng ngập tràn trong khung cảnh xanh mát, tạo nên một không gian yên bình, hòa quyện với khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên. Những chiếc tắc rán, xuồng ba lá sẽ chở du khách len lỏi trong các ngóc ngách của rừng tràm, khám phá thế giới thiên nhiên hoang dã đầy màu sắc với nhiều loại động vật, thực vật quý hiếm. Tôi ở ngoài Thanh Hóa, vâng, là đầu tiên đến tham quan vùng nước ở An Giang. Thiên nhiên ở đây khá là
trong lành, mát mẻ, trong lòng mình thấy nhẹ nhàng hơn, nó thoải mái hơn, nó được hòa cùng với loại thiên nhiên. Gừng tràm ở đây là gừng tràm thiên nhiên, xung quanh thì có cò chim, rồi dưới nước thì có bèo nè, nên cảm giác mình đi xuồng này kia kiểu như là nguyên một cái màu xanh luôn, nó rất là đẹp. So với lần đầu tiên tôi đi á, thì thấy càng ngày càng đẹp hơn, ở nơi đây thì thấy phát triển nhiều hơn, cũng có nhiều đa dạng như là món ăn hoặc là những cái khu vui chơi. Đến rừng tràm Trà Sư, du khách còn được trải nghiệm cầu tre xuyên rừng tràm dài nhất Việt Nam, trekking thành phố Bồ Câu, xem chương trình ca múa nhạc dân tộc, chèo thuyền thúng, bắn cung miễn phí. Sau các trải nghiệm khó quên, du khách sẽ dừng chân bên những gian chòi lá dưới không gian rừng tràm, thưởng thức những đặc sản miền Tây như gà nướng mật ong rừng tràm, ốc đồng nhồi thịt, chuột quay, chuột chiên nước mắm, cá lóc nướng trui, cá rô đồng kho tộ, lẩu mắm. Ẩm thực ngon kết hợp với phong cách phục vụ nhiệt tình hiếu khách là những dấu ấn đậm nét thu hút du khách đến với rừng tràm Trà Sư. Mùa nước nổi là ở Trà Sư là mùa đẹp nhất trong năm, là nó được ví như là phát bên một bộ áo mới. Áo mới là nó làm cho cái Trà Sư là trở thành một cái thiên đường xanh của miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long. Và cái cảnh vật nó sẽ rất là đẹp, như là cây, rồi những cái số hoa cũng đẹp như hoa súng nè, hoa sen nè, rồi những cái thực vật như là độc trại, dương sĩ. Rồi bên cạnh đó thì những cái động vật về ở đây làm tổ rất nhiều, như cò, vạc, điên điển, rồi số cá cũng vậy, đây sinh sản, sinh sôi để nở, là tạo cái nguồn cộng sinh cho cò sống và cái thực vật nó phát triển rất là tốt để khách đến tham quan trải nghiệm. Mùa nước nổi ở An Giang, ngoài rừng tràm Trà Sư, du khách còn có nhiều điểm đến khác để trải nghiệm. Trong đó, làng bè nổi trên sông Châu Đốc là nơi không thể bỏ qua. Điểm đặc biệt của làng bè Châu Đốc với những căn nhà nổi cùng với các bè cá nép gần nhau tạo thành làng dọc sông kéo dài khoảng 4 km. Tại đây, 165 bè nuôi cá trải dài trên đoạn sông gần 1 km được sơn các màu đỏ, vàng, cam, lục, lam, tím, tạo nên chiếc cầu vồng đa sắc, mang lại góc nhìn độc đáo cho du khách ở khu vực ngã ba sông Châu Đốc. Mùa nước nổi là lúc An Giang khoác lên mình chiếc áo mới với vẻ đẹp bình yên thơ mộng trên những cánh đồng, làng bè, khu rừng ngập nước, tạo nên điểm nhấn nổi bật hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, góp phần tạo nên thương hiệu riêng cho du lịch An Giang. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.